vị, tôi là Phương Hiếu, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc để chúng ta cùng đến với chương trình Thông Gia Song Đấu. Thưa quý vị, Thông Gia Song Đấu là chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sunrise Media thực hiện với khung giờ phát sóng quen thuộc là 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với Thông Gia Song Đấu là đến với những cảm xúc thăng hoa khi mà một nửa mảnh ghép tình yêu tìm được một nửa còn lại, đặc biệt với sự góp mặt của các bậc phụ huynh, những người làm cha làm mẹ. Họ mang đến đây những mong mỏi, những mong muốn, sự quan tâm, chăm sóc, đôi lúc có hơi khắt khe, đôi lúc có hơi khó tính, nhưng tất cả đều xuất phát từ tấm lòng yêu thương con cái mình chân thành và muốn con mình đi đến con đường thật sự hạnh phúc. Ngày hôm nay, để xem các gia đình cùng đến đây để tham gia Thông Gia Song Đấu là ai. Mời quý vị cùng chào đón đại diện 4 gia đình. Gia đình số 1, cha Võ Nguyên, con Văn Cường. Cha mạnh mẽ, con chân thành. Gia đình số 2, mẹ Phương Thảo, con Kevin. Mẹ hiện đại, con vui vẻ. Gia đình số 3, mẹ An Như, con Gia Khang. Mẹ dịu dàng, con lịch thiệp. Gia đình số 4, mẹ Thanh Nhân, con Minh Trung. Mẹ thân thiện, con dễ thương. Xin mời các gia đình ạ. Vời và đặc biệt là sẽ tìm được một nửa yêu thương cho con của mình. Bây giờ để xem nhân vật chính của chương trình chúng ta là ai, với diện mạo và tài năng ra sao. Mời quý vị cùng hướng mắt lên màn hình. Đặng Phạm Phương Chi là một hot girl xinh đẹp đang được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam. Cô từng đăng quang ngôi vị nữ hoàng trang sức Việt Nam vào năm 2015, đạt danh hiệu Miss Dạ Hội tại cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên tổ chức năm 2014. Trong năm 2016, cô tham gia cuộc thi Nữ hoàng du lịch quốc tế tổ chức tại Trung Quốc. Sau đó Phương Chi tiếp tục xuất sắc lọt vào top 4 The Face 2019. Phương Chi từng theo học tại trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng là vào năm 2014 khi tham gia cuộc thi Hoa Khôi Sinh viên Hà Nội. Khá thành công với các cuộc thi nhan sắc, Phương Chi đã quyết định tạm dừng công việc học tập và nam tiếng để phát triển đam mê của mình. Cô có dự định học thêm quản trị kinh doanh và ngoại ngữ để phát triển sự nghiệp kinh doanh. Hiện tại, Phương Chi đang làm người mẫu ảnh kiêm diễn viên. Cô làm người mẫu ảnh cho nhiều xuất hình thời trang nổi tiếng, đóng các vai nữ chính trong một số MV âm nhạc của các ca sĩ nổi tiếng, làm người mẫu trình diễn trong các show diễn thời trang trong nước và tham gia một số bộ phim như Vực Thẳm Chiều Trôi, Chị Em Nhà Đồng Cát. Thành công trong sự nghiệp là vậy, thế nhưng Phương Chi vẫn chưa gặp được định mệnh của đời mình. Đối với cô nàng đến từ Hà Nội, chuyện tình yêu vốn rất đơn giản. Chỉ cần thích một người, thì dù người đó ra sao, cũng sẽ toàn tâm toàn ý để yêu. Cuộc đời có mấy khi được gặp gỡ hồng nhan. Các anh ơi, cơ hội chỉ đến một lần duy nhất thôi đấy nha. Rõ ràng là một bất ngờ cho chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Cùng chờ đón một nhan sắc đến từ Hà Nội, người mẫu diễn viên Phương Chi. Xíu nữa là anh nhận không ra em luôn. Em xin chào anh Phương Hiếu và chào quý vị khán giả của chương trình Song Gia Thông Đấu và chào các cô chú ạ. Dạ. Xinh đẹp không ạ?
Rất là dễ thương, nhưng mà hôm nay anh bất ngờ đầu tiên đó chính là em xuất hiện với một chiếc đầm như thế này. Tại thường nếu mà quý vị đã từng biết về Phương Chi và biết về cô nàng này trong những cuộc thi tìm kiếm người mẫu hay là các cuộc thi hoa hậu, thì có lẽ là việc mà Phương Chi ưa chuộng nhất chính là những trang phục năng động. Và nó có phần dùng từ là men chút xíu. Sao hôm nay bánh bèo vậy cưng? Thật sự là hôm nay em muốn mặc đồ như anh ấy. Đúng không? Đúng. Định là mặc như vậy đi đúng không? Đúng rồi, nhưng mà mẹ bắt mặc váy. Mẹ bắt mặc váy. Mẹ bắt mặc váy. Thưa quý vị, Chi rất là thích thể thao. Do đó là Chi thường chọn cái phong cách năng động. Dạ. Cả trang phục cũng vậy. Cho nên hôm nay Phương Chi xuất hiện như thế này làm chúng ta bất ngờ. Và cả Phương Hiếu cảm thấy rất là thích với cái sự nữ tính và dịu dàng này. Nhưng rốt cuộc là do mẹ bắt. Dạ vâng. Đúng không? Còn đúng. Một bất ngờ tiếp theo nữa là anh không hiểu lý do tại sao Phương Chi, một nhan sắc xinh đẹp như thế này, cũng rất nổi tiếng, cũng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc, lại có mặt tại một sân chơi tìm kiếm tình yêu. Nhiều người nghĩ là em có thân hình như thế này và có khuôn mặt như này thì sẽ có người yêu. Chính vì như thế thì em mới ế đến bây giờ. Thôi nó là xu thế rồi mọi người ạ, thì em phải chấp nhận thôi. Và bây giờ em đã đứng đây thì hy vọng là em sẽ tìm kiếm được một nửa của mình. Nhưng mà anh không hy vọng là em đứng đây cũng tại vì mẹ bắt đâu nha. Cũng một phần đấy ạ. Là sao em? Mẹ bắt là kiếm người yêu đi rồi xong lấy chồng luôn chứ. Thật sự là cũng là một phần, 60% là mẹ bắt tới đây. 60% là mẹ bắt tới đây. 60% là mẹ bắt tới đây. Thật ra từ trước đến bây giờ anh tin chắc sẽ có rất là nhiều người theo đuổi và mong muốn làm quen với em. Tại vì sao em vẫn chưa chấp nhận để mình còn độc thân đến bây giờ? Lý do nó nghiêng về phần nào nhiều hơn? Khi mà em làm việc như trong nghề, như kiểu như em đi diễn thì hầu hết là khó tiếp xúc với cả người trong nghề. Tại vì hầu hết là mọi người đều có cặp đôi của mình rồi, đều có một nửa của mình rồi. Nên là em cũng ngại tiếp xúc mấy anh người mẫu hay là mấy anh diễn viên lắm. Và em muốn là tìm kiếm một người thực sự là hiểu mình. Hiểu mình? Và chấp nhận công việc của em. Nếu nói như vậy thì chẳng lẽ là em chưa trải qua mối tình nào sao? Thật sự là có rồi nhưng mà không phải là người trong nghề. Người ngoài nghề? Dạ đúng ạ. Mà hầu hết là toàn những người ghen. Là do quá ghen. Chuẩn rồi anh ạ. Tại vì họ rất là ghen. Tại vì khi mà em đi những công việc như là kiểu như là đi quay phim hay đi chụp hình ấy. Trời, lúc nào cũng bắt phải FaceTime. Để coi có phải thật sự như vậy không? Dạ đúng rồi ạ. Khổ thiệt, thật sự. Hiếu đã từng rơi vào cái cảm giác khi mà quen người yêu ghen. Làm cái gì cũng phải báo cáo. Thậm chí là không có tin mình là đang ở đâu hay đang ở với ai. Mà phải bắt mình trình báo như vậy, nó rất là mệt mỏi. Hy vọng là ngày hôm nay, dù là mẹ có bắt bao nhiêu phần trăm, hay là dù là em có tự nguyện bao nhiêu phần trăm đi chăng nữa, đã đứng đây rồi thì mình phải thật sự thả lỏng mình ra, mở cửa trái tim để có thể tìm kiếm một nửa yêu thương phù hợp với mình. Đồng ý không? Em đồng ý. Dạ. Thưa quý vị, như Phương Chi đã bật mí, hôm nay Phương Chi đi theo cùng với mẹ nữa. Vậy thì để xem hội đồng người thân còn gồm những ai nữa. Chào đón hội đồng người thân của Phương Chi. Hội đồng người thân của diễn viên, người mẫu Phương Chi đã có mặt tại sân khấu. Bác có thể giới thiệu về mình. Cô tên là Thủy. Dạ. Cô 52 tuổi. Dạ. Mẹ của Phương Chi. Dạ. Hồi nãy chắc ở trong là cô có nghe hết rồi đúng không? Chi tố cáo cô là do cô bắt tới 60% Chi mới tới đây để tìm kiếm người yêu. Điều đó có đúng không cô? Đúng rồi, tính của Chi thì cũng độc lập rồi, cá tính rồi. Nói chung là con cưng mà. Nên là cũng... không phải lúc nào cũng theo ý mình được đâu. Ngay cả hôm nay mà cũng phải bắt bận cái cáo này mới chịu bận nha. Chứ nếu mà trước khi cô bắt bận cái này định mặc vest hả cô hả? Không, thường thường là bận hơi phong cách hơi tự do chút chứ không thể có chịu restyle hả cô ha. Bây giờ con hỏi một câu, nó sẽ nghiêng về cái mong muốn của cô nhiều hơn, là một chàng rể tương lai sẽ hội đủ những cái yếu tố như thế nào thì cô mới đồng ý? Thì chắc cô thì cũng dễ thôi,
nhưng mà chắc là chàng rể là ít nhất là phải có chiều cao như vậy. Chiều cao. Rồi. Yeah. Song song đó thì trí tuệ cũng phải cao. Dạ, yeah, trí tuệ cũng cao luôn. Rồi, nói chung là tốt bụng rồi tính tình tốt là được rồi. Dạ. Nhà cô thì cũng chẳng cần gì ngoài một chàng rể tốt thôi, chứ cũng mọi cái thì cũng có đủ hết rồi. Nghĩa là mình gia đình mình cơ bản vật chất đồ này nọ mình sẵn rồi. Mình chỉ cần một chàng trai thấu hiểu rồi tốt tính rồi có ngoại hình xíu để hợp với Chi, phải không cô? Con nghĩ điều này có thể tìm được, không khó. Chương trình này có thể tìm được. Bây giờ hai anh kế bên sẽ giới thiệu về mình nha, và có mối quan hệ như thế nào với Chi ạ? Dạ xin mời. Xin chào cả chương trình. Thì mình tên là Phương, mình là bạn của Chi, vừa là một người bạn vừa là một người anh, chơi dạ. cùng với Chi rất là lâu rồi. Nhưng mà cho Hiếu hỏi nè, thật ra Hiếu cũng thắc mắc là Chi trong tình yêu khác với Chi bình thường ở ngoài đời là mạnh mẽ, tự tin hay là hơi men men một chút xíu về cái tính cách không? Chi trong tình yêu có phải là một cô gái dịu dàng hay là vẫn vẫn giữ y chang như vậy trong tình yêu luôn ạ? Yeah. Trên báo đài hoặc là người hâm mộ của Chi á, sẽ chỉ luôn nhìn thấy là Chi rất là mạnh mẽ, rất là cá tính, đi catwalk hay là diễn rất hay. Nhưng mà khi mà Chi ở trong tình yêu thực sự là giống như thỏ con vậy đó. Thỏ con nha. Yếu đuối lắm luôn. Trời, thỏ con trời luôn á. Không ngờ luôn, tựa nổi da gà luôn á. Thật sự rất yếu đuối. Chúng ta không thể đánh giá một con người dựa vào cái tính cách mà cô ấy thể hiện ở bên ngoài. Chỉ khi gặp đúng người, đúng lúc và đúng thời điểm thì cái trái tim bên trong nó mới bộc phát ra, đúng không? Như vậy là dễ tìm kiếm người yêu không sao nha. Còn đây, anh bạn này chắc cũng là bạn của Chi hay như thế nào ạ? Xin chào mọi người, mình là Kiệt. Mình cũng là bạn của Chi, chơi với Chi, với Phương chung cái hội này từ cũng khoảng 5 năm nay rồi. Dạ. Yeah. Thì gần như là Kiệt, Phương với Chi đi đâu cũng đi với nhau, cũng hiểu tính nhau. Nhưng mà có một cái điều mà Kiệt cũng chưa hiểu về Chi là tới bây giờ Kiệt với Phương đã có gia đình hoặc bồ xong rồi, nhưng mà còn lại sót cái Chi, giống như là nguyên một cái team ba người, lúc nào Chi cũng là người lọt lại sau cùng. Thì hy vọng thì hôm nay Chi cũng được dớt đi cho bằng anh bằng em. Đúng rồi, cũng thú vị chứ, chứ một nhóm đi chơi mà ai cũng hạnh phúc, và con bé nó ngồi lẻ loi, nó ngồi nó soi mói, đúng không? Đúng. Chi à, em đừng theo xu thế nữa nha em. Đừng theo xu thế nữa, hãy tự tin mạnh mẽ. Và ngày hôm nay rất mong là cả gia đình chúng ta sẽ tư vấn và chọn cho Chi được một người bạn phù hợp để Chi tiến tới tìm hiểu, và biết đâu sẽ tiến tới hạnh phúc trong tương lai. Thưa quý vị, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng rồi, và hy vọng quý vị cũng đã sẵn sàng. Đừng rời mắt khỏi bất kỳ phút giây nào cả, tại vì ngày hôm nay là một chương trình hết sức hấp dẫn, để xem diễn viên người mẫu Phương Chi liệu có tìm được tình yêu hay không. Hãy đến ngay với vòng 1 của chương trình mang tên Con Tôi Là Số 1. Ở vòng đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng theo dõi 4 vị phụ huynh của nhà gái lần lượt dùng hành động dễ thương để mô tả những đặc điểm nổi bật nhất về 4 người con của mình trên sân khấu. Từ những hành động đó, gia đình chàng trai sẽ đoán xem các vị phụ huynh muốn ám chỉ điều gì về người con của họ. Lúc này, các bậc phụ huynh sẽ được lên tiếng chia sẻ đáp án và cho thấy tại sao con của họ lại là số 1. Sau khi nghe hết 4 lời chia sẻ, gia đình chàng trai sẽ loại đi một gia đình mà họ cảm thấy không phù hợp nhất và nêu rõ lý do tại sao gia đình ấy bị loại. Hy vọng rằng các gia đình nhà trai chúng ta sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để chiếm cảm tình từ phía gia đình nhà gái nha. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng làm quen với lần lượt từng vị phụ huynh bên kia. Dạ, xin mời gia đình nhà trai số 1 giới thiệu ạ. Tôi là Nguyễn Võ Nguyên, là cha của Nguyễn Văn Cường. Tôi đến từ Kiên Giang. Dạ, chào đón chú đến với chương trình. Con trai mình nhiêu tuổi rồi chú? 26 tuổi. 26 tuổi. Rồi, mời gia đình số 2 giới thiệu về mình ạ. Mình là phụ huynh của Cabin. Thì mình tên là Phương Tảo, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Con cô bao nhiêu tuổi ạ? Cháu này năm nay cũng được 29 tuổi rồi. 29 tuổi, đó, mình nhớ. Dạ, mời gia đình số 3 giới thiệu ạ. Tôi tên là An Như, là mẹ của Gia Khang. Dạ. Gia Khang năm nay 32 tuổi, nhà ở Bình Dương. Dạ, chào đón cô đến với chương trình. Dễ thương quá. Rồi, xin mời gia đình thứ 4 giới thiệu ạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Dân, con trai của tôi tên là Nguyễn Minh Trung, 29 tuổi, gia đình tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Chào đón cô đến với chương trình ạ. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã lần lượt làm quen với 4 vị phụ huynh rồi. Bây giờ,
chúng ta cùng xem là các phụ huynh sẽ thể hiện như thế nào bằng những hành động dễ thương nhất để diễn tả về con trai của mình. Gia đình số 1, dạ xin mời chú bước lên sân khấu ạ, ngay giữa trung tâm luôn. Cùng chờ xem nha. Nhịp điệu cha 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 nhẹ nhé. Nhịp điệu cha 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 nhẹ nhé. Dạ cảm ơn chú. Sao ta, cái đầu thì mình dễ đoán kiểu như là ca sĩ về nghề nghiệp, gia đình mình thấy điều gì nữa? Thấy uống rồi bye bye thì không biết làm gì. Gì là gì? Có thể là mình lái máy bay hay gì này nọ đó rồi say xỉn. Lái máy bay mà say xỉn hả? Trời ơi, cái này mới nghe luôn. Còn cái nhảy nhảy như là diễn viên múa hay sao ấy? Diễn viên múa lửa. Diễn viên múa lửa, phun lửa hả? Phun lửa. À đúng rồi, phun lửa. Đúng rồi, diễn ở lúc đi nhậu nè. Bạn biết mấy cái thao tác múa lửa hay là dùng lửa này nọ, tại vì bạn có dùng micro, bạn nhảy bằng chân nữa, thì có thể là nghiêng về nghệ thuật. Mời ba giới thiệu về con trai của mình đi ạ. À, những điều tự hào nhất về con trai mình ba giới thiệu hết ra cho nhà gái. Dạ mời ba. Thì có lẽ những cái hành động của tôi á, thì tôi không biết diễn tả, nên là có thể là gia đình bên đàn gái có thể là hiểu về ý nghĩa khác. Cái hành động lúc đầu á, là con tôi là trước đây á, con tôi nó đam mê về nghệ thuật, nó là ca sĩ. Dạ. Cái tên ca sĩ nó là Hàng Nhất Thuyên. Thì sau một thời gian nó đam mê nghệ thuật, nó đi hát thì rồi nó cũng xin tôi là đi qua sinh để nó tham khảo thị trường, để nó tìm hiểu về thế giới, nó tìm hiểu về các nước bạn. Thì nó qua đó thời gian thì nói chung là nó cũng, hồi nãy tôi làm hành động là nó đi về đó thì nó đi về đó máy thì bay. Sau thời gian nó đi về thì nó mới với bạn nó mới cùng nhau là mở một cái công ty là coi như là nhập rượu. Tại vì hồi nãy tôi có nói đưa tiền mà đưa tiền để bán rượu đi, bán rượu đã không. Thì thật sự mà nói thì không riêng vì tôi mà tất cả các chị ở đây thì ai cũng muốn, và tất cả khán giả mà ai cũng muốn là con mình là giỏi. Dạ. Con mình là số 1, con mình là nói chung là good. Dạ. Nhưng mà thật sự mà nói thì con tôi phải là tôi nịnh con tôi. Tôi thì bản thân tôi thì kinh doanh về vận tải đường biển tại Kiên Giang mà, vận tải biển thì nó lại không theo cái nghề của tôi. Nhưng mà phải nói là cháu từ lúc mà từ nhỏ đến giờ thì cháu có một cái tính là rất là hiền, cháu rất là ngoan, đi thưa về trình. Và trong khi mà đi ra khỏi nhà là đi là lúc nào cũng điện thoại về hỏi thăm bố mẹ ăn cơm chưa, hay là bố mẹ có khỏe không. Dạ. Rồi cho con nhìn thấy mẹ rồi nói chuyện với bố này kia, thì những cái giây phút đó mình cảm thấy con mình nó ở xa thiệt, nó ở cách mình cả một đại dương, nhưng mà dạ, mình cảm giác như là nó ở gần mình. Tại vì ngày nào hình như là không sáng thì trưa cho đi chiều cũng có một cuộc điện thoại. Dễ thương. Dạ. À, kiểu như là một chàng trai tình cảm ha. Đúng rồi, cháu rất là tình cảm. Em nghĩ như thế nào về một chàng trai tình cảm? Thật sự là đương nhiên là trong tình yêu là cần phải tình cảm rồi, nhưng mà em cảm nhận là anh này thì có lẽ là hơi sống quá cảm xúc. Tại vì tính em nó hơi đàn ông một chút xíu, nên là khi nó thú vị chứ. Tại vì nếu mà em cũng cảm xúc, bạn kia cũng cảm xúc thì còn gì để nói. Chính vì em ít cảm xúc, bạn kia quá cảm xúc, mà hai đứa sáp vào nhau, bù khuyết cho nhau, em nghĩ là tuyệt vời chứ. Lỡ em đi chơi về khuya, hay là lỡ em kiểu như là đi đá banh hay là đi đến show. Không, đi đá banh. À, thật ra là em thích đá banh mà. Đá banh mà xem đá banh nữa. Thì nhiều lúc mà đi đá banh thì đi với hội fan ấy. Hội fan club thì sẽ đi về muộn, thì lỡ khiến anh này lo lắng, anh sẽ gọi suốt là em đang ở đâu. Em đang sợ cái viễn cảnh đó lặp lại bởi những người bạn trai cũ. Dạ đúng rồi ạ. Nhưng không sao, chưa biết gì cả. Đây chỉ mới là gọi về cho ba mẹ, vì lo con mà xa nhà thì cái người lo lắng nhất là ba mẹ. Còn với người yêu mà biết đâu người ta vì em người ta thay đổi, hoặc là sao cũng chưa, đừng có áp đặt cái điều đó vào chàng trai này, mình chưa biết gì cả. Còn nhà gái thấy như thế nào về chàng trai này qua lời kể? Theo mình thấy thì
một chàng trai có đam mê nghệ thuật thì cũng hay, rồi cũng biết chuyển đổi qua cái xu thế theo bây giờ là kinh doanh, rồi mà cũng tình cảm với gia đình, biết quan tâm bố mẹ, thì cái điều chịu đó mẹ ha, cũng là tốt. Chịu. Thưa quý vị, đó là chàng trai đầu tiên. Qua lời kể của ba, ba cũng khá là khiêm tốn, nhưng rõ ràng trong trái tim của ba, con ba là số 1, đúng không ba? Để xem gia đình tiếp theo sẽ có hành động dễ thương về con trai của họ như thế nào. Mẹ, cố gắng lên mẹ. Ba số 1 quá mạnh mẽ cho nên mẹ phải diễn tả gì đó hấp hồn ở đây nha mẹ. Rồi, mời mẹ. Cảm ơn mẹ. Thật ra không biết là hội nhà gái mình hiểu không, chứ cái đoạn đầu là Hiếu không hiểu nha. À, cô thì cô nghĩ chắc là điều khiển dàn nhạc. Tôi biết có đúng không? Kiểu như là chỉ huy dàn nhạc hả? Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng tại mà... con thấy cái hành động gì đâu mà về là sao con cũng chưa hiểu lắm. Thật sự. Nhưng mà thật sự em rất sợ hành động như này nha. Đó là hành động gì mà em sợ? Nó hơi cong. Nó hơi cong hả? Hơi cong. À, cũng có thể nha. Ý em nghĩ là ý của bên đó là con trai hơi mềm mại. Hơi mềm mại. Eo lả, ý là eo lả đó. Mềm mại thôi. Rồi, tiếp theo nữa là bạn có thể là ca sĩ. Ca sĩ mình biết được bao nhiêu thông tin đó. Để xem là mẹ sẽ chia sẻ về con trai như thế nào. Mẹ ơi, bên đây đang nghi con trai của mình. Đó, thì mẹ phải làm sao để mẹ quảng cáo con trai của mình lên và vùi dập đi cái tin đồn thất thiệt đó nha mẹ nha. Dạ, thời gian dành cho mẹ kể về những điều tự hào của con trai mẹ, bắt đầu, mời mẹ. À, con trai của mình thì năm nay 29 tuổi. Hiện tại thì cháu đã làm ca sĩ tự do. Dạ. Hồi nãy mình làm cái hành động như vậy có nghĩa là cháu thích nhảy lắm. Lúc nào cũng giống như là trẻ con, như là vui tươi. Lúc nào giống như không có người ở không được. Lúc nào thí dụ về bên mẹ là cũng nhảy cũng này cũng kia hết trơn á. Thiệt ra... cô, mai mốt mà cô mà diễn tả hành động nhảy thì cô nhảy chân sáo về cho con đi. Chứ cô về không hiểu luôn á. Thiệt. Làm con cũng lo lắng nữa cô. À, thật sự đó, dạ. Đó là vậy chứ. Mình làm cái hành động này chắc mọi người cũng hiểu lầm. Dạ đó, là... hồi hộp. À, con mình là thích nhảy và thích xem phim hoạt hình. Rồi cháu thì thường là quan tâm đến mẹ. Tại vì cháu cũng là con một trong gia đình. Thì mặc dù đó nhà mình là có một cái đại lý phụ tùng ô tô. Dạ đó. Nhưng mà cháu thì là tại thích đam mê ca hát. Thành ra thôi thì mình cứ chiều theo cái ý nguyện của cháu đi, sở thích của cháu đi. Tại vì mình cũng còn kinh doanh được mà, thì mình cũng không có bắt buộc, với nhà cũng có người làm cũng nhiều. Dạ. Đó, nhà thì cũng... Nhà không có gì ngoài điều kiện hết á, người làm cũng nhiều. Đó, thành ra thì nói chung là một bên thì là một cái nhà cũng rộng lớn, đất đai. Còn một bên thì ngăn ra để làm chứa phụ tùng xe hơi rồi đó. Thì kẻ ăn người ở trong nhà cũng nhiều. Nhưng mà thôi dạ. Để con thì... Ôi trời ơi, cứ thiệt lo... luôn á. Thích, thiệt. Khoan mẹ, con xin tì mẹ chỗ này 5 phút. Khoái vụ đó đó, kẻ ăn người ở trong nhà cũng nhiều. Nghe giống như kẻ hầu người hạ của thời vua chúa vậy đó. Được mẹ, cái gì chứ cái này con khoái. Dạ thôi, mình nói cho thôi, con cứ yên tâm bay nhảy theo cái sở thích của con đi. Rồi khi nào mà con chán hay con không thích nữa thì con cũng về cai quản cái cơ ngơi này cũng được. Đó, rồi. Tại vì con còn trẻ mà. Dạ. Trong mắt mẹ, con mẹ là số mấy đối với mẹ? Trời ơi, dĩ nhiên là số 1 chứ. Dạ. Hiếu thấy rằng đây là một chàng trai đáng tham khảo. Tại vì với Phương Chi nha, riêng bản thân anh Hiếu nghĩ nha, phải là một chàng trai nhiều năng lượng mới đáp ứng em được. Đúng rồi. Đúng không? Thưa quý vị, đó chính là gia đình số 2. Chúng ta cảm thấy bắt đầu yên tâm phần nào khi mà có thêm dữ liệu rồi, phải không? Bây giờ xin mời mẹ của gia đình số 3. Chúng ta mạnh mẽ lên mẹ, diễn tả hành động dễ thương mẹ. Cố lên mẹ ơi. Thank you.
Cảm ơn mẹ. Hồi nãy con nghe mẹ nhà gái nói gì đó? Thấy qua cái hành động diễn tả của chị bên nhà đó thì mình nghĩ là chắc cái cậu này làm nghề make up hay làm đẹp gì cho phụ nữ. Em thích một chàng trai làm make up là người yêu của mình không? Thật lòng nha, thật lòng không giấu giếm. Dạ không. Tại vì sao? Chắc chắn là những em thấy là những ai mà kiểu như là make up ấy, hầu hết là ai cũng rất là nhẹ nhàng, thậm chí là rất là yếu đuối. Định kiến. Yếu đuối lắm. Quá định kiến. Có rất nhiều người làm nghề make up không yếu đuối nha. Mẹ ơi, một chàng trai mà biết làm nghề make up, biết trang điểm, biết làm đẹp thì mẹ có thích không? Cái nghề mà làm đẹp cho phụ nữ đó thì thật ra thì mình thấy phụ nữ làm cho phụ nữ thì dễ hơn. Nhưng mà cái xu hướng bây giờ thì thấy là rất là nhiều chàng trai rất là manly, nhưng mà làm những cái ngành như là trang điểm, make up hay làm tóc, làm đồ cho làm, thậm chí làm móng, làm nail đồ đó. Dạ. Thì còn có thanh niên đàn ông làm. Dạ. Thì mình thấy nó cũng vẫn bình thường. Bình thường hả mẹ ha? Đó, mẹ là bình thường nha. Nói chung là mẹ duyệt được rồi. Ừ. Bây giờ để xem gia đình số 3. Mẹ hãy tự tin giới thiệu cho mọi người được biết con trai của mẹ là một người con tuyệt vời như thế nào trong mắt mẹ. Xin mời mẹ. Tôi xin nói về con trai của tôi. Con trai của tôi đối với tôi nó thật là đáng yêu. Nhưng trong công việc thì nó rất là khó tính. Con trai tôi hiện giờ nó là giám đốc CEO Gia Khang ở Bình Dương. Nó rất là sống thực tế mà rất có tình cảm, luôn giúp đỡ mọi người gặp lúc khó khăn. Con tôi á, thì là số 1 đối với tôi. À, bạn này là giám đốc một studio. Hèn chi bạn ấy chẳng những làm đẹp mà bạn còn chỉ trỏ đồ này nọ bên ngoài nữa. Nghĩa là cũng khá là giỏi và tự lập đó chứ. Có studio luôn rồi, là nữa em chụp hình quảng cáo này nọ là không cần phải đi ra ngoài nữa. Có lẽ là anh ấy sẽ không ghen. Đúng không? Tại vì anh quen làm công việc đó rồi, anh đâu có bị gò bó hay là bỡ ngỡ trước những cái mối quan hệ trong giới nữa đâu. Đúng không? Yên ổn phần nào, an tâm ha. Nhưng khoan, để xem chàng trai số 4 sẽ như thế nào trong mắt của mẹ chàng ấy. Mời mẹ ra sân khấu một hành động dễ thương để mô tả về con trai mẹ. Cố lên nha mẹ. Nghe điện thoại nè, ghi chép nè. Mời lên máy bay. À, tiếp viên hàng không. Cảm ơn mẹ rất là nhiều. Bạn vé máy bay. Em nghĩ là bạn vé máy bay đó. Bạn vé máy bay á. Bạn vé máy bay đó. Đặt vé máy bay hay là bán vé máy bay hay là tiếp viên hàng không? Em nghĩ là bán vé, tại có cũng khúc mà chốt đơn nè. Không nha, cái hành động này là mời khách lên máy bay nha. À, cái hành động như thế này là ví dụ như là thông báo với thông cả... báo với phi hành đoàn. Đúng rồi ạ. Rồi sau đó là ghi chép lại lịch trình bay, rồi sau đó là mời hành khách. Đúng không? Rồi sau đây, đó là bay. Đây là chào, xong mới bay. Mẹ bây giờ sẽ là chàng trai tuyệt vời như thế nào? Chúng ta sẽ nghe thêm. Mời mẹ giới thiệu về con trai của mình, những điều tự hào nhất mà mẹ cảm thấy mẹ tự hào về con trai mẹ là gì ạ? Con trai của tôi 29 tuổi. Làm bảo hiểm ACA. Nhưng mà con trai tôi cũng làm tiếp viên hàng không. Trong mắt tôi, con trai tôi rất là ngoan, hiền, tự lập. Lúc nào cũng có hiếu với gia đình lắm. Có hiếu, rất là có hiếu với mẹ và thương yêu mọi người, hay giúp đỡ những người thân. Cái người mà làm bảo hiểm á, hội đủ rất là nhiều những cái tố chất, đó chính là chịu đựng, chịu khó và giao tiếp tốt. Bên cạnh đó còn là tiếp viên hàng không thì bạn này phải có sắc vóc, đúng không ạ? Nhưng mà lại còn quan tâm gia đình và hay giúp đỡ những người xung quanh nữa. Bạn này là một chàng trai ấm áp. Còn gì nữa em? Còn cái tiêu chuẩn gì nữa để em mong chờ? Em thấy bốn chàng trai này đều ai đều cũng có ưu điểm. Và thậm chí là em thấy họ có một ưu điểm rất là lớn là họ rất là có tình cảm với cả gia đúng, đình. Chính xác. Đó. Nên là em luôn đề cao đó là tình cảm gia đình là trên hết. Đúng vậy. Và em thấy đó là điều mà em cảm thấy rất là cảm tình với bốn chàng trai này. Vậy thì để xem lúc này người đang phải phân vân nhất và đắn đo nhất chính là
mẹ của Phương Chi, hội đồng người thân Phương Chi ngay bây giờ sẽ có thời gian hội ý để đưa ra quyết định lựa chọn dừng cuộc chơi với một trong bốn gia đình thông gia tương lai. Thời gian hội ý bắt đầu. Thật là khó. Lúc này quý vị nhận thấy là hai chàng trai, là hai người bạn đi cùng với Chi có những lời tư vấn rất là thấu đáo. Tại vì hơn ai hết họ chính là những người hiểu Chi, là những người bạn đồng hành cùng với Chi. Bây giờ thời gian hội ý cũng đã hết. Chúng ta cùng xem gia đình Phương Chi, đặc biệt là mẹ sẽ ra quyết định như thế nào. Hãy cho chương trình được biết gia đình mà mẹ muốn dừng cuộc chơi ngay tại vòng 1 này là gia đình số mấy ạ? Mình xin phép xin lỗi là mình loại gia đình số. Loại gia đình số 1. Số 1 ạ. Ba của nhà trai thấy như thế nào? Thì nói chung là qua cái trả lời của bên đàn gái á, thì tôi cũng có ý kiến như vậy. Tôi làm như vậy là tiếng gọi là cháu nó đi về về, tại vì nó vẫn ở Việt Nam chứ không phải là nó quốc tịch ở bên Sinh. Nó đi qua đi lại vì đối tác và nó đi qua nó kiếp đồng các cái nó bay. Và tôi là gốc ở Kiên Giang, nhưng mà hiện tại giờ ở Sài Gòn này á, thì nếu mà nó quận nào tôi cũng có nhà. Bây giờ thí dụ như tôi nói ví dụ cô dâu lấy một người chồng khác cũng phải đi với người chồng đó đi tiệc vậy, không lẽ người chồng người khác không đi tiệc? Quan trọng mình uống hay không, mình không uống thì mình uống nước ngọt nước suối ở mình chứ. Thì thôi đây cũng là một cái duyên gặp ở đây, nhưng mà không có duyên đi hết cái vòng gặp mặt của các cháu. Vậy thì bây giờ để xem chàng trai con trai cưng của gia đình số 1 xuất hiện tại sân khấu này có làm cho gia đình nhà gái cảm thấy bất ngờ và thay đổi quyết định hay không. Xin mời. Loại mình của gia đình nhà gái. Hôm nay cũng rất buồn vì hôm nay nhìn bên nhà đàn gái thì thấy cái sự chia sẻ thì cũng thân thiện và em cũng lại thích muốn có một cái gia đình như vậy. Thì nhưng mà cũng hơi buồn chút xíu thì là vì do cái công việc, nhưng mà thật sự là hồi nãy em ở trong thì em cũng có nghe nói thì công việc của em không phải nhất thiết là
phải nhậu hoặc uống rượu uống bia. Mà thật sự là em cũng không biết uống rượu bia luôn. Tại vì sao em kinh doanh rượu bia là đó là em làm cho một công ty. Nó cũng không phải là marketing hay là gì, giúp mình như là mình là về phần kinh doanh, kinh tế như mình phân phối bán cho những cái nhà hàng. Rõ ràng nó dễ gây hiểu lầm em. Gia đình nhà gái thân mến, khi chàng trai này xuất hiện tại đây, gia đình nhà gái có thay đổi suy nghĩ về chàng trai này không? Với diện mạo này, lời ăn tiếng nói này. Sao vậy em? Thật sự là hôm nay em không được phép nói khi mà mẹ em loại ai hết. Thật sự là từ trước nay thì hai anh với mẹ là luôn là người luôn hiểu em. Nhưng mà thật sự không biết tại sao lại loại gia đình số 1. Thật trong tâm của em thì vẫn... Mẹ ơi, giúp anh ấy đi ạ! Hãy cho anh một cơ hội. Tại vì thứ nhất là anh ấy cũng là một người có hiếu. Thứ hai là bác trai đã là một người đàn ông mà có vẻ sẵn sàng bảo vệ hết con trai mình hết mực. Thì em nghĩ là anh ấy cũng sẽ là người như thế. Sau này anh ấy cũng thể là người bảo vệ gia đình của mình hết mực. Thì em nghĩ là mong mẹ hãy cho anh ấy một cơ hội nữa. Làm anh bất ngờ, tự nhiên đứng dậy ngang xương làm giật mình. Nghĩa là em không đồng ý với quyết định loại này của gia đình mình. Oh wow. Khi mình đã quyết định loại rồi và thấy bạn ấy xuất hiện tại đây với diện mạo này và với những chia sẻ như vậy, mẹ có thay đổi suy nghĩ khác về chàng trai này không? Tại lúc đầu mẹ nghĩ là chắc chàng này cũng uống rượu nè, rồi thế này thế nọ, rồi cả việc bay tới bay lui không có dành thời gian cho gia đình. Thì bây giờ mẹ nghĩ sao về chàng này ạ? Thì sau khi mà nghe anh chàng này chia sẻ thì anh làm cái nghề bán rượu nhưng mà anh không có phải là người uống rượu, thì mình thấy là rất là hợp lý, thì cái đó là điều đó là đúng. Dạ. Thì cũng không là vấn đề gì. Rồi thấy cậu ta thì rất là lo, có tình cảm, lo cho ba xa thì lúc nào cũng quan tâm rồi gọi điện về, thì mình thấy một cái đức tính là rất là tốt đối với một anh chàng thanh niên. Thì hồi nãy là mẹ do hai ông hai bên suối phải không? Đúng rồi. Nhưng bây giờ chị ơi, theo quy định của chương trình, do là gia đình của mình đã quyết định loại chàng trai này, nếu như em muốn chàng trai này quay trở lại chương trình thì em phải ra sức thuyết phục mẹ của em. Thật sự và là... khi mẹ của em đồng ý thì chàng trai này mới được quay trở lại chương trình. Thật sự là nãy giờ mẹ em đã đồng ý rồi ạ. Theo lời nói của mẹ em là mẹ đã đồng ý rồi ạ. Vậy thì bây giờ con hỏi lại lần nữa, mẹ có muốn giữ chàng trai này lại chương trình hay không? Thấy chàng trai này nhìn rất là khôi ngô và hiền lành nên là đồng ý giữ lại. Xin chúc mừng. Dạ, ba thấy sao ba? Một quyết định hợp lý. Yeah. Nhưng mẹ ơi, vì luật của chương trình, nếu như mẹ giữ chàng trai này lại thì mẹ phải loại một gia đình khác. Đó là luật của vòng này. Vậy thì vô tình ngay lúc này mẹ phải đưa ra một quyết định khó khăn khác. Ngay bây giờ, ba gia đình số 2, số 3 và số 4, mẹ phải cân nhắc thật kỹ và hãy cho chúng tôi được biết gia đình nào là gia đình mẹ xin phép được dừng cuộc chơi thay cho gia đình số 1. Xin mời. Quyết định của mẹ là
tôi xin lỗi gia đình. Số 2. Gia Gia đình có người ăn kẻ ở, gia đình có cơ ngơi. Mà mẹ đi loại sao mẹ? Tại vì thấy là anh chàng đó là vui tươi nhí nhảnh, mà chắc là chỉ vui tươi bản thân thôi, mà chắc không có nặng về kiểu như trách nhiệm với gia đình đồ này nọ đó. Thì tại vì nhiều khi gia đình có cả người ở lo hết rồi thì trở thành người, nhiều khi vô cậu lo. Ta trở thành cái người vô tư vô lo thì mình thấy là cũng không, hơi hơi âu lo là nếu mà về gia đình mình thì không biết lo cho gia đình nhỏ sau này thì cũng hơi thiếu sót. Dạ. Sợ như vậy. Và bây giờ mẹ nghĩ như thế nào khi mà gia đình nhà gái đã loại gia đình kế bên rồi, tự nhiên trời xui đất khiến sao không loại, chuyển qua loại mình? Mẹ nghĩ gì về kết quả này thưa mẹ? Thì nói chung thì mỗi cái người thì mỗi cái suy nghĩ khác nhau. Nhưng mà theo mình rất tự tin về con mình. Bởi vì tự con mình có cái tính cách, có nghĩa là bên đó nhận xét là nhí nhảnh, không có quan tâm. Có nghĩa là nhí nhảnh, yêu đời, lạc quan. Cái đó là cần thiết trong cái cuộc sống của con người. Dù như là mình gặp khó khăn hay là những cái việc gì, nhưng mà tinh thần mình vẫn lạc quan, yêu đời, thì mình sẽ nhìn cái sự việc nó rất là nhẹ nhàng đi. Nhưng mà thì không sao. Không buồn hả mẹ? Cũng thôi, nói chung là cũng không buồn đâu. Tại vì mình tin con mình là số 1 cho mình. Thì nếu mà không gặp được cái cô gái này thì cũng gặp được một cái người khác thì như có cùng cái quan điểm hay sao cũng sẽ, nó sẽ tốt hơn thôi. Dạ. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng xem nha. Chàng trai con của gia đình số 2 xuất hiện tại đây có tiếp tục làm cho Phương Chi, hay cụ thể là gia đình nhà gái, thay đổi ý định hay không? Cùng chào đón chàng trai gia đình số 2. Nghĩ như thế nào về việc mà đáng lẽ loại người khác tự nhiên quay qua loại mình? Dạ em cũng trong đó em cũng bất ngờ. Em vừa nghe em đứng hình lạ, nó tự nhiên sao tự nhiên loại mình. Ừ. Cho em hỏi anh em một chút xíu được không ạ? Tại vì em với anh cùng nghề, cùng là người trong nghề thì anh có thể chia sẻ tình yêu của anh đối với của anh ấy. Khi mà anh là người trong nghề thì anh cảm thấy có giống như em không? Là có khó yêu không? Nếu theo như anh á thì có, cũng có khó yêu đó em. Thì anh cứ nghĩ là nếu mà ở trong nghề, ở trong tình yêu thì có thể ta nhìn vô thì ít có khi ai đến với mình và hiểu được mình lắm. Bởi vậy nếu như anh có một cái tình cảm mà ở trong nghề anh rất là trân trọng. Thật sự là... em đã trải qua mấy mối tình, hầu hết là chính vì là em là người đi làm, người mẫu, diễn viên thì hầu hết nó cũng là một sự cản trở. Nhiều người kiểu bạn trai cũ của em ấy hầu hết ai cũng ghen, nên là nói thế nào ta, em cũng kiểu như rất là khó tìm được người hiểu mình. Khi thấy mẹ với cả mọi người loại anh thì em cũng kiểu như là em thấy giống như loại chính mình phải không? Đúng không? Giống như loại chính mình ạ. Anh hiểu cái cảm giác của Chi luôn á. Tại vì nãy Chi hỏi cái câu là anh có dễ yêu không, là thấy Chi muốn hỏi về điều gì rồi. Tại vì rõ ràng đúng vậy thưa quý vị, người làm nghệ thuật á nói vậy chứ họ có vẻ bề ngoài, họ có hào quang đâu đó được gọi là, nhưng mà họ khó tìm kiếm tình yêu cực kỳ. Họ rất là khó mở lời với một ai đó để tìm đến một tình yêu chân thành. Ban tổ chức ơi, hãy cho những người làm nghệ thuật như chúng em có cơ hội để yêu.
và hãy cho tất cả các chàng trai ở đây có cơ hội vào vòng 2 để cho mẹ em có cơ hội tìm hiểu các chàng trai được thấu đáo và hiểu rất là nhiều và có thể tìm được một người phù hợp với em. Thật sự là vòng này em thật sự là em đến chương trình này em phải nghe lời gia đình, mẹ loại ai thì em phải chấp nhận người đó, nhưng mà không, mẹ ơi đừng, hãy cho các anh ấy một cơ hội đi ạ, và chương trình hãy cho các anh ấy một cơ hội. Ây da, thưa quý vị, Hiếu cảm thấy đồng cảm với câu nói hãy cho những người làm nghệ thuật có cơ hội được yêu đương. Tại vì Hiếu cũng từng trải qua cái giai đoạn giống như vậy, nghĩa là mình rất là khó đến với một mối quan hệ khác chỉ vì mình làm nghệ thuật. Ban tổ chức thì sao ạ? Các bạn khán giả thì sao ạ? Đồng ý không ạ? Nếu đồng ý giữ hai chàng trai ở vòng này thì vòng sau phải loại hai gia đình. Và mình không có sự xin xỏ nào nữa. Chi có đồng ý không? Ok. Mẹ có đồng ý không ạ? Đồng. Áp lực sẽ gia tăng gấp đôi trong vòng sau. Thưa quý vị, vì sự đồng thuận của khán giả, vì cô gái đặc biệt này, chúc mừng cả bốn gia đình bảo toàn sau vòng đầu tiên. Thưa quý vị, và ngay bây giờ, cùng với bốn gia đình vẫn còn nguyên vẹn, chúng ta đến ngay với vòng 2 của chương trình mang tên Trái tim chân thành. Ở vòng 2 này, ba chàng trai sẽ lần lượt xuất hiện dưới sân khấu và có 3 phút để chinh phục trái tim cô gái. Sau 3 phút, các vị phụ huynh sẽ có 1 phút xuất chiêu hỗ trợ con mình đưa ra những lời thuyết phục chân thành nhất. Sau vòng này, gia đình cô gái sẽ loại đi một gia đình mà mình cảm thấy không tương xứng nhất. Thưa quý vị, đây chính là chàng trai mà Phương Chi đã ra sức giữ lại. Vì chẳng những cảm mến chàng trai này mà còn cảm mến cả phụ thân nữa. Vậy thì bây giờ, 3 phút trọn vẹn hãy chinh phục Phương Chi nha. Và đừng quên, hãy dành thời gian và ngoái lại cùng với gia đình để chinh phục gia đình Phương Chi nữa. 3 phút dành cho hai em, bắt đầu. Chi, thì em biết trong cuộc sống này thì mình gặp nhau là một cái duyên, mà em có tin được cái lời và từ duyên không? Thì hôm nay anh đến với chương trình này thì anh cũng muốn là tìm một nửa lại cho cuộc sống sắp tới, tương lai của mình. Và anh thì cũng không biết nói gì nhiều, nhưng mà hồi nãy anh ở trong đó, anh có nghe nói về em và gia đình, thì anh biết em là một người cá tính mạnh mẽ. Còn anh thì ba giới thiệu anh là một người rất là tình cảm và nhẹ nhàng và biết lắng nghe và chăm sóc. Thì anh với em giống hình như là ông trời sinh ra như là bù với trừ vậy đó. Không biết em có nghĩ điều đó không? Thì anh cũng mong là sau chương trình này hoặc trong chương trình này sẽ được cùng em nắm tay là đi đến những tương lai sắp tới. Và cũng mong là gia đình sẽ cho em cơ hội à. Thời gian vẫn còn nhiều, thời gian còn đến 2 phút lận. Em có muốn gì muốn nói với anh không? Thật ra là em muốn im lặng. Tại vì thời gian có chỉ có 3 phút thôi. Thì em muốn nghe hết những lời chân tình của anh. Chắc có lẽ như là anh nói hơi bị lẹ đúng không? Thì những cái gì em muốn nói thì hồi nãy thì anh cũng nói rồi. Thì anh có thấy ngồi trên kia thì biết một phần nào về đó về em. Thì anh thấy vậy, anh cũng nói là em là một người rất là mạnh mẽ và cá tính. Còn anh là một người giống như là nhẹ nhàng và tình cảm và biết lắng nghe. Và anh biết nhìn thấu hiểu. Thì anh cũng là hy vọng là sắp tới là hai đứa mình giống như là một người thì mạnh mẽ, còn một người thì đứng bên cạnh. Nói chung là hai bên nó, nghĩa là một phải có một người lên, phải có một người phải biết đi xuống. Thì để nhường nhịn nhau thì trong chuyện tình cảm mình phải nhường nhịn thì nó mới hạnh phúc. Thì anh thì chắc anh sẽ làm được một người đó, nghĩa là chịu bên cạnh em, lắng nghe em và lúc nào cũng có thể là bị em ăn hiếp vẫn chấp nhận được. Vâng. Thì em cũng hy vọng là hai anh và bên mẹ thì cho là em cơ hội. Thì em hứa là nếu hai đứa em nếu mà có duyên đến được với nhau á thì em sẽ là làm tất cả và đem những gì hạnh phúc nhất đến cho Chi.
Dạ. Vẫn còn dư thời gian khá dài. Dạ. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bây giờ là lúc mà ba của gia đình nhà trai sẽ có thêm một phút để thuyết phục và đưa thêm nhiều lời nói chân thành hơn dành cho gia đình nhà gái. Dạ, xin mời ba, một phút bắt đầu. Bây giờ tôi nói chuyện vậy nè. Nếu mà nói, mình không nói về vấn đề kinh tế nữa, mình không nói về đề, mình chỉ nói về đây là một cái duyên. Thì hy vọng chị và hai cháu cũng như là cho hai đứa trẻ có thể có một cơ hội nào đó để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Yeah. Và hy vọng là em sẽ gặp nhiều may mắn và rất mong gặp em trong vòng sau nha. Rồi, em vào trong. Một tràng vỗ tay ạ. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta cùng xem là cậu con trai của gia đình số 2 sẽ tận dụng 3 phút này như thế nào. Có khác cậu con trai của gia đình số 1 hay không nha. Ngay bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với cậu con trai của gia đình số 2. Hồi nãy anh vẫn thấy em cầm cái micro ra. Dạ. Bây giờ vẫn thấy cầm micro ra. Dạ. Hồi nãy bị loại cũng cầm ra. Dạ. Bây giờ chưa bị loại cũng cầm ra. Dạ. Lý do là tại sao ạ? Dạ, đồ nghề của em. À. Hy vọng là đồ nghề này của em sẽ giúp em chiếm ưu thế trong 3 phút này. Gan lắm thưa quý vị, gan lắm. Tận dụng một trong những cái bài hát đang viral, đang gây sự phổ biến cực kỳ ở trên mạng xã hội để tỏ tình cùng với Phương Chi. Bài này rất là dễ thương và nó khá hợp với cái tính của em luôn, đúng không? Dạ, đúng rồi. Nhưng mà anh vẫn mong cho em một câu nói ngay lúc này dành cho Chi. Dạ. Cái câu nói chân thành nhất. Dạ. Mời em. Hồi đây em cắt đồ nghề hả? Không cần đứng gần con gái người ta quá đâu nha. Cho em, bình tĩnh. Cho em, ừ. Cho em dựa hơi tí xíu. Ừ, okay. Cao quá, tại ừ. Cao. Anh cũng không biết nói gì hơn. Cái tính anh thì nhìn anh nó hơi to to vậy thôi, nhưng mà nó còn lóc chóc lôi nhoi lắm. Nhưng mà anh đảm bảo một điều là khi mà hai chúng ta về chung một nhà rồi đó, cứ mỗi buổi chiều nào á, em cũng bồng anh, à, không phải, anh cũng dắt em ra xem đá banh và làm cho em vui suốt ngày. Mẹ ơi mẹ, có lẽ ngay lúc này thì mẹ nhà trai phải dùng nhiều lời hơn để thuyết phục và gửi lời nói chân thành cho đình nhà gái. Bây giờ một phút dành cho mẹ, bắt đầu, mời mẹ. Tính cách của con mình nãy giờ thì nó cũng thể hiện ra hết rồi đó. Nhưng mà mình cũng khẳng định một điều, khi mà cháu về làm dâu nhà mình thì mình nghĩ là cháu sẽ lúc nào cũng vui tươi yêu đời, không có một cái nỗi buồn nào hết. Nếu mà có thì con trai mình cũng sẽ làm cho nó qua nhanh chóng đi. Cái đó là cái điều quan trọng trong cuộc sống hết. Nếu tại vì mình vui tươi thì mình làm những cái việc gì nó cũng thành công hết đó. Thì mình nghĩ có một điều đó thôi. Thưa quý vị, đây chính là nguồn năng lượng mà chàng trai số 2 đã mang lại cho Phương Chi. Để xem cậu con trai con của gia đình số 3 vẫn chưa lộ diện, dung nhan cậu ấy như thế nào và cậu ấy sẽ tận dụng 3 phút ra sao. Mời em vào trong và mời cậu con trai gia đình số 3 ra sân khấu ạ. Mình mới bắt đầu tung chiêu bằng 3 phút để trò chuyện cùng Phương Chi. Dạ. Những lời chân thành nhất, 3 phút dành cho hai em, bắt đầu. Thật sự thì tham gia chương trình này á, anh cũng biết là em sẽ là nữ chính trong chương trình này. Thì anh cũng biết em từ lâu rồi, thì anh làm trong nghệ thuật á, anh làm trong studio, thì anh cũng biết em. Mà thật sự anh không có chuẩn bị tâm lý gì để nói gì với em, để thuyết phục em như thế nào hết. Thật sự ngày hôm nay á, đến đây gặp em, anh năn nỉ mẹ anh đi. Mẹ anh hiền lắm, mẹ anh không có, nói chung là mẹ anh cũng không có, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng nhiều hết. Cái anh năn nỉ mẹ anh kêu là thôi đi đi, mẹ tới đây mẹ gặp bạn gái này đi. Lỡ như sau này con với bạn gái này có tìm hiểu nhau hoặc là cái gì đó, mẹ biết mẹ chọn cho con một người bạn gái phù hợp. Lúc hồi nãy con ở trong kia á, con có nghe cô nói là chọn cho Chi là phải người nào cao.
cái tự nhiên cái con chết chưa, mình không có được cao. Nhưng mà con theo con nghĩ á, thì theo anh nghĩ á, là mình không cao chiều cao, nhưng mà sự cố gắng, sự tiến bộ trong công việc, cuộc sống, sự yêu thương của mình nó nhiều và dành cho tất cả mọi người đều nhiều, sự kiến thức của mình cũng có, thì thành ra bù đắp được cái chiều cao của con. Dạ, con hy vọng là đến với chương trình này, đến với gặp được Chi, hy vọng là em thật sự là vui vẻ. Thật sự là qua cái gần gặp gỡ này nè, như là đầu tiên thì anh nghĩ là anh muốn có được nhiều lần gặp em, được có thể là trao đổi công việc, hoặc là một cái may mắn hơn, có thể là được làm bạn cùng em, thì cái đó là điều may mắn với anh thôi. Cảm ơn chương trình, cảm ơn cô. Lâu rồi không đi cô gái phải không? Hơi rung đúng không anh? Hơi rung phải không? Hồi nãy là em định ra em sẽ nói nhiều câu thả thính em hát đồ mà em rung quá, em sợ. Em rung nào, sợ. Dạ. Thưa quý vị, chàng trai con của gia đình số 3 đã năn nỉ mẹ tới lần đầu tiên mẹ xuất hiện trên truyền hình để diện kiến có thể là con dâu tương lai. Dạ. Và bạn đã tận dụng 3 phút của mình như thế. Ngay bây giờ rất mong mẹ với lần đầu tiên xuất hiện trên truyền hình vì con trai năn nỉ đến đây để gặp con dâu tương lai. Hiếu tin rằng là với nhan sắc này của con dâu tương lai nếu có thể cũng đã làm mẹ hài lòng phần nào rồi. Vậy thì mẹ hãy tận dụng 1 phút còn lại. Mời mẹ 1 phút để nói với gia đình nhà gái. Theo cô thấy con rất là đẹp mà cái nghề con làm cô cũng thích. Mà con của cô thì làm cái nghề trang điểm rồi cho thuê đồ cưới. Rồi con cô cũng từng đi trang điểm cho diễn viên đồ. Thì cô thấy cái nghề đó thì cũng thích hợp với con. Con sợ đi thì bị người yêu ghen này kia nọ. Nhưng con cô nó sống nó hiểu trong cái nghề đó. Cho nên cô nghĩ con với cô thì thích hợp á. Mà cô thấy cô cũng có thiện cảm. Vậy thôi thì cô cũng cầu mong con cũng có thiện cảm với con cô. Bây giờ chúng ta còn một gia đình nữa. Hãy cùng xem cậu con trai của gia đình số 4 với diện mạo như thế nào. Mời em vào trong và mời cậu con trai gia đình số 4 ra sân khấu ạ. Nãy giờ đợi trong hồi hộp lắm không em? Dạ cũng bình thường anh. Cũng bình thường hả? Dạ đây, dạ bữa nay em rất là vui đó vì là có Phương Chi tham dự chương trình này. Rất là vui đúng không? Dạ. Nãy giờ tưởng đợi lâu quá ngủ chứ. Nói chứ cái cảm giác của chúng ta rất là bất ngờ khi Chi có mặt tại đây. Và anh rất mong là em tận dụng cơ hội này nha. 3 phút dành cho em, bắt đầu. Chào Chi, thì trước đây tụi mình chưa gặp nhau đó, nhưng mà anh đã coi những cái live stream về đá banh của em rất là nhiều. Ủa hình như là em live stream về đá banh ạ. Anh thấy là em có hâm mộ đội Arsenal đó. Đúng rồi ạ. Nên anh đó nên anh cũng là một fan. Fan của pháo thủ luôn ạ. Đúng rồi. Bình thường công việc của anh thì nó cũng khá là bận rộn. Lúc mà chưa dịch thì lịch bay của anh thì nó cũng nhiều. Còn sau này lịch bay của anh cắt giảm nhiều đó, nên anh làm một cái công việc khác là bảo hiểm. Và 1-2 tháng tới đó thì dịch ổn, ở đó chuyến bay sẽ được nối lại đó thì anh sẽ đi bay lại. Sau một ngày làm việc đó thì anh vẫn có thời gian rảnh để dành cho Chi. Dạ đó, dạ con chào bác đó, con rất là vui đó khi là đó hôm nay con gặp Chi đó và gia đình của mình. Thì con đó, công việc của con nó cũng bận rộn đó, nhưng mà đó con tin là đó con và Chi đó có thể là đó dành cho nhau đó một cái thời gian đó, một cái thời gian rất là tốt đẹp đó sau này. Công việc thì là nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà tình cảm thì nó cũng quan trọng không có kém.
Còn tới một phút lận, có cam kết hứa hẹn gì không? Con đó nên con mong bác đó, bác và hai anh đó cho con đối với Chi có một cái cơ hội đó có thể tìm hiểu nhau sau chương trình. Dạ con cảm ơn bác và hai anh nhiều. Chi có muốn hỏi gì về cầu này không? Trong đội Arsenal thì anh thích cầu thủ nào nhất? Đấy, ở trong Arsenal thì cầu thủ nào đó anh cũng thấy đá rất là tốt và rất là hay đó, nhưng mà người anh thích nhất là thích em. Bây giờ mẹ sẽ còn một phút nữa, mẹ phải vào cuộc đi, nói thật nhiều những lời chân thành, đưa ra những lời từ trái tim của mình để dành cho gia đình nhà gái, và một phút dành cho mẹ bắt đầu. Tôi thấy con trai của tôi nó rất là thích con Phương Chi, nhưng mà nó run quá, hồi nào tới giờ lo đi làm không à, chưa có hề có bạn gái, cho nên đứng trước một người đẹp cho nên động lòng, cho nên hả nao không nói được lời nào hết. Tôi thì là một người mẹ, tuy là vậy nhưng mà tôi rất là hiện đại nha, rất là hiểu thông cảm. Nếu mà Phương Chi đã là con dâu của tôi, chọn con trai tôi thì tôi sẽ chiều hết mình. Và con trai tôi nó cũng rất là thương yêu mọi người, thường đi du lịch, lúc đó sẽ thường dẫn bạn gái nè đi chơi nè, trong khi đó cũng có mẹ nữa, lúc nào cũng hiếu thảo và luôn luôn hiếu thảo. Nếu mà đã là thông gia với gia đình chị thì con trai tôi cũng rất là hiếu thảo với gia đình của chị. Dạ, hết giờ. Cảm ơn mẹ của gia đình số 4 rất là nhiều. Và bây giờ thì xong nhiệm vụ rồi, đi vô trong nhé. Chào vỗ tay cho bạn ạ. Cảm ơn Hướng. Dạ, ok. Bây giờ anh sẽ mời Chi về với vị trí gia đình của mình để chuẩn bị đưa ra quyết định quan trọng nha. Xin mời. Thưa quý vị, như vậy là lần lượt từng chàng trai và các ba mẹ của các chàng trai đều đã lên tiếng gửi những lời chia sẻ chân thành nhất đến cho gia đình nhà gái. Thời khắc quan trọng đã đến. Như Hiếu đã nói, do là vòng đầu tiên chúng ta đã phá luật và không loại bất kỳ gia đình ai, nên vòng này bắt buộc chúng ta phải dừng cuộc chơi với hai gia đình cùng một lúc. Ngay bây giờ là thời gian dành cho gia đình nhà gái chúng ta hội ý và đưa ra quyết định. Thời gian hội ý bắt đầu. Thời gian hội ý dành cho gia đình nhà gái đã kết thúc. Bây giờ, mẹ hãy đưa ra quyết định gia đình mà mẹ muốn dừng cuộc chơi là gia đình số mấy và số mấy. Xin mời mẹ. Tôi xin phép dừng cuộc chơi với gia đình. Số 2 và gia đình số 3, xin lỗi. Gia đình số 2 và gia đình số 3. Cậu con trai mê nghệ thuật, người mà khiến Phương Chi phá luật của chương trình để xin giữ lại. Và
cậu con trai đang làm giám đốc một studio cá nhân. Lý do tại sao mẹ chọn hai lựa chọn này? Thì thấy cậu trai của gia đình số 2 tuy là rất là vui vẻ, nhưng mà song song đó thì thấy tính khí của cậu cũng còn hơi trẻ con. Yeah. Thì thấy nó chưa có chững chạc để mà một làm một người đàn ông của gia đình. À. Còn với gia đình số 3? Còn gia đình số 3 thì thật ra cũng rất là khó mà quyết định, đưa ra cái quyết định. Nhưng mà ở đây là có hai quân sư quạt mò nó xúi vô. Nữa. Hai quân sư quạt mò. Vâng, và đó là quyết định của nhà gái số 2 và số 3, phải không ạ? Vậy thì Hiếu xin được mời hai chàng trai gia đình số 2 và số 3 ra sân khấu ạ. Một chàng trai thì mang lại chúng ta cảm giác rất là dễ chịu, lúc nào cũng vui vẻ. Một chàng trai mang lại chúng ta cảm giác rất là yên bình. Vì lần đầu tiên mời mẹ đến đây để coi mắt con dâu tương lai. Nhưng rồi thì hai quân sư quạt mo đã cuốn phăng đi tất cả. Mẹ nghĩ như thế nào về quyết định này của gia đình nhà gái? Mời hai mẹ. Thì trước tiên cũng cảm ơn gia đình nhà gái đã có một cái nhận xét. Thì nói chung là thì tại mỗi người mà trong mắt con mình là số 1, thành ra muốn chọn cho con mình một cái người xứng đáng tốt hơn thì mình cũng tôn trọng ý kiến của bên gia đình nhà gái thôi. Dạ. Còn mẹ số 3 thì sao ạ? Thì đối với tôi thì tôi rất là tiếc, nhưng mà lên đây chẳng qua là chắc không có duyên số rồi. Thì thôi cũng không có gì. Tiếc quá. Hai em thì sao? Bất ngờ về kết quả này không? Em thì em không có bất ngờ đâu. Tại vì em đã lường trước rồi. Tại vì trong đầu em đã lường trước là bạn Chi rất là cao. Bây giờ em đi tới đây em độn rồi dài 8 phân lận. Độn rồi dài 8 phân mà vẫn thấy còn thấp. Là em đã lường trước kết quả của em rồi. Em nói một câu mà tự nhiên bắn trúng hai con nhạn luôn ha. Thật thế luôn ha. Đây nè con này nữa nè em. Tới giùm em luôn. Còn em thì kết quả như thế nào cũng không sao. Em đến với chương trình này để cũng gặp Chi, giao lưu với tất cả mọi người ở đây. Thì dù sao thì cũng mong bé Chi gặp được một người mà thật sự gia đình lựa chọn chính xác cho em. Và em cũng thích người đó. Dạ, mời hai mẹ xuống sân khấu để chào khán giả nhé. Rồi, dạ. Chúc cho hai mẹ luôn nhiều sức khỏe và hai em sẽ ngày càng thành công hơn trong công việc cũng như là tìm kiếm được tình yêu đích thực nha. Một tràng vỗ tay để gửi lời chào đến hai gia đình ạ. Em chào anh chị. Em chào mẹ vợ. Em chào em. Và quý vị, như vậy từ 4 gia đình ngay tại vòng 2 này đã loại ngay 2 gia đình và duy nhất chúng ta chỉ còn 2 gia đình thôi. Hãy cùng nhau đến với vòng quyết định của chương trình mang tên Thông Gia Song Đấu. Ở vòng này, gia đình của hai chàng trai còn lại sẽ đem đến chương trình hai kỷ vật đắt giá nhất để chinh phục gia đình thông gia tương lai của mình. Vòng 3 có lẽ là vòng thi gay cấn nhất để gia đình của hai chàng trai kiên quyết tranh luận và đưa ra những lý lẽ thuyết phục giải thích tại sao con trai họ xứng đáng được gia đình cô gái lựa chọn. Sau màn tranh luận kịch tính này, gia đình cô gái sẽ đưa ra quyết định cuối cùng chọn gia đình nhà trai nào phù hợp và đạt tiêu chuẩn để trở thành thông gia của mình. Cuối cùng, cô gái của chúng ta sẽ lên tiếng về cảm nhận của bản thân và đưa ra lựa chọn của mình. Thưa quý vị, ngay lúc này các gia đình đã vào vị trí để chúng ta cùng đến với màn trình báu vật để xem lần này thì hai nhà trai sẽ mang đến báu vật gì để chinh phục gia đình nhà gái đây. Đầu tiên, hãy cùng đến với báu vật mang đến từ gia đình nhà trai số 1. Xin mời!
xin phép được mở ra. Cảm ơn. Thưa quý vị, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bây giờ sẽ mang món báu vật này về cho gia đình nhà trai số 1 để có thể trình với gia đình nhà gái. Dạ. Dạ, xin gửi. Hy vọng rằng qua tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, chú sẽ gửi gắm thông điệp gì đó đến cho gia đình nhà gái. Dạ, xin mời chú ạ. Thưa chị Xui, thưa hai cháu trai và thưa cháu gái. Thì như lúc đầu tôi đã nói là mình không có nói vật chất, nhưng mà trong cuộc sống khi mà các cháu về với nhau hoặc trong cuộc sống thì người ta nói là mình phải cần có một căn nhà để mà xây dựng hạnh phúc. Hôm nay là gặp mặt hai cháu tìm hiểu nhau, sau này mà hai cháu về được với nhau mà một có đám cưới thì không những một cuốn sổ này mà rất nhiều cuốn sổ khác cũng có thể có. Nhưng mà tôi đảm bảo nếu mà cháu là con dâu của tôi thì chị cứ yên tâm, về cuộc sống chị khỏi phải lo, còn về cách cư xử thì chị cũng hiểu rồi. Tôi để ý từng ly từng tí, tôi biết cách cư xử và tôi biết hạnh phúc đó, không phải là vì hai đứa đó không đâu. Gia đình hai bên xui gia phải có những cái tương đồng với nhau, phải hiểu nhau thì mới hạnh phúc được cả hai gia đình. Với hai cháu trẻ mà hạnh phúc không cũng chưa được. Cho nên chị cứ yên tâm, nếu cháu về với gia đình tôi thì vấn đề cuộc sống gia đình không phải lo. Xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, đây là một món báu vật gửi gắm một thông điệp về sự an ổn cho chặng đường sắp tới, một cái cam kết về tài chính để cho hạnh phúc lứa đôi được thoải mái, dành thời gian yêu nhau và không cần phải lo những điều xa xôi hơn nữa. Thật sự nó cũng có giá trị trong thời nay chứ phải không ạ? Bây giờ để xem gia đình còn lại, gia đình nhà trai số 4 sẽ mang đến món báu vật gì. Xin mời báu vật của nhà trai số 4. Tại sao lại cũng na ná như vậy ạ? Không lẽ nếu là một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nữa thì tôi phải đo diện tích ở trong đó ạ? Có nha. Có cái khác nha. Cứng, tròn. Nó có thể là một vật dụng mà cô dâu hay đeo trong ngày cưới ạ. Để xem nào. Đó chính là dạ, cái này chắc em phải cầm ra từng món quá. Cái này giống như của hồi môn vậy ạ. Dạ, em xin đếm ạ. Một sợi dây chuyền ạ. Dạ. Dạ, em xin khoe tiếp là một chiếc lắc ạ. Dạ. Em khoe tiếp là thêm một chiếc lắc nữa ạ. Dạ. Tiếp theo là một cái kiềng cổ ạ. Dạ. Và một cái vòng ạ. Dạ. Cảm ơn chàng trai. Hiếu sẽ được mang gửi trả lại cho gia đình nhà trai để thưa chuyện với nhà gái. Để anh Hiếu hy vọng rằng là mẹ sẽ gửi gắm một thông điệp gì đó đến cô con dâu tương lai và gia đình nhà gái. Và xin mời mẹ. Chị Xui à, đây là
số tài sản một chút ít mà tiền của con trai tôi đã làm từ mấy năm nay, cũng làm nhiều nghề, làm chắc chiêu để dành. Đây là phần thưởng riêng của con để mà mua, để dành, để mai mốt mà có con dâu, cưới dâu. Rồi sẽ đó là của tài sản của hai vợ chồng con trai tôi. Thì tôi cũng mong là chị Xui và Phương Chi cũng thương con trai tôi, chấp nhận con trai tôi, để cho con trai tôi có một cuộc sống và hạnh phúc với Phương Chi. Nếu mà Phương Chi mà thích con trai tôi thì con trai tôi có cái ý nghị nguyện là vừa làm rồi sau này cũng có giải trí đi du lịch. Nói chung là con trai tôi sẽ đáp ứng mọi đủ mọi điều kiện để cho con dâu và gia đình bên thông gia thông cảm hiểu hơn. Dạ. Thưa quý vị, lúc đầu cứ ngỡ rằng là số vàng này là của mẹ, giống như là của hồi môn. Nhưng thật bất ngờ đây là số vàng mà chính chàng trai này qua những đồng tiền đi làm tích góp để dành. Bên nào cũng vững mạnh về tài chính cả, đó là điều mà chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất. Vậy thì ngay bây giờ, liệu rằng bên nào có cái điểm yếu nào để gây quan ngại cho nhà gái hay không? Phần thông gia song đấu này sẽ giải quyết tất cả. Thời gian dành cho hai gia đình nhà trai song đấu bắt đầu. Riêng bản thân tôi nghĩ như vậy nè, về cái nghề nghiệp á, mà nếu mà nói nghề nghiệp nào cũng tốt hết, nghề nghiệp nào cũng đẹp hết, nhưng mà về cái nghề nghiệp mà nếu mà nói về tiếp viên hàng không á, thì thật sự mình có tiền thì mình đi máy bay thôi, thậm chí mình có tiền là mình mua máy bay thôi, chứ mình không cần phải là mình phải là có một người chồng là tiếp viên hàng không, có một người chồng là cơ trưởng hàng không á, còn có lý chút, vì lái một chiếc máy bay đảm bảo tất cả sinh mạng con người là phải là một người tài giỏi. Còn làm tiếp viên hàng không thì xin lỗi chị, bây giờ xe đò với lơ thôi, nhưng mà cái lơ máy bay hay lơ xe đò thôi, lơ xe lửa thôi, đúng không? Nó chẳng khác gì hết, đúng không? Còn nếu mà nói về nghề bảo hiểm thì thật sự giờ chỉ coi trên mạng như thấy rồi, bảo hiểm bây giờ rất rất nhiều công ty người ta đóng 10 năm rồi, nếu chừng ta muốn rút tiền ra, rút tới rút lui, mạng đang lên chửi đầy công ty bảo hiểm luôn luôn. Mà nếu mà một người công ty bảo hiểm á, làm bảo hiểm á, mà ở cái dạng mà sale á, ở dạng mà giỏi á, thì không bao giờ đứng trước một người phụ nữ đứng trước một sân khấu nhỏ như vậy mà rung á, là phải mồm mép là phải lên lại chú mua đi, tại sao chú phải mua, mua cái này sẽ được cái gì vậy? Chú sẽ lợi cái gì, đúng không? Dù là hả con trai của mẹ rất là hiền lành, không biết nói lời hoa mỹ với con, nhưng lòng chân thật của con của cô á hả, là con sẽ hiểu. Chỉ cần nhìn thấy cái hành động hay là những cái mà nếu mà sau này hai người sống chung với nhau á, thì con sẽ thấy được là cái lòng tốt của con trai của cô như thế nào. Chứ còn hả những người mà hả họ nói ngọt ngào, càng ngọt ngào thì càng mau chết hơn, đúng không con? Con thấy ngoài đường không, ngoài đời không, là những người hả hoa mỹ quá, nói năng mà ngọt ngào quá, người ta thường nói là ngọt mật chết rồi đó, thấy không? Những người mà họ chân thật, chân chất, chất phát thì hả mình có thể họ đem đến cho mình những hạnh phúc rất là nhiều. Chỉ cần hả hạnh phúc thôi, chứ còn nếu như mà giàu quá đi, có thể không có hạnh phúc thì cũng đâu có là hạnh phúc, đúng không con? Con là ca sĩ, con đi ra ngoài con gặp bạn bè, chồng mày làm gì? Nếu mà con là thường dân á, không phải ca sĩ thì nói chồng tao làm tiếp viên tháng 5,000 đô mày, nhiều lắm á. Một chuyến hàng thôi mấy chục ngàn đô là chuyện bình thường, đâu có cần phải phục vụ ai đâu. Nhà bên kia có gì phản bác không ạ? Đúng quá, phản bác gì được, thực tế là vậy rồi. Thực tế thì thực tế không? Tôi nói cho anh nghe nè, cái nghề gì cũng là một cái nghề. Sao anh nói là con tôi hỏi là tiếp viên này nọ, tiếp viên bộ anh tưởng muốn đi vô làm tiếp viên dễ lắm hả? Tôi không có nói tiếp viên nghề nào cũng quý, nghề hút rác cũng quý nữa. Ủa sao? Không, ý tôi nói là cái nghề này nó không có sang trọng bằng cái nghề của con tôi. Nè, ba tôi thì xin phục lỗi vụ anh thôi, nha. Cái nghề gì cũng là một cái nghề. Tôi tôn trọng cái nghề của con tôi chọn, và cái nghề đó nó sẽ đem lại cho con tôi hạnh phúc thôi. Chứ còn hả, tiền nhiều cũng chưa chắc gì hạnh phúc nha anh. Đúng. Tiền nhiều không hạnh phúc, nhưng mà không có tiền là mất hạnh phúc. Đúng, nhưng mà con tôi cũng sống hạnh cũng phúc bình hay không thường, là ăn cũng giàu có chứ không phải là dân nghèo. Ăn thua cách cho nên hả? Ăn thua cách cư xử của hai bên, nghĩa là hai cháu và ăn cái thứ giữa su gia với nhau, chứ không phải là tiền nhiều tiền ít. Nhưng mà tôi đang phân tích là cái nghề nghiệp, cái đẳng cấp nghề nghiệp của mỗi con nghề. Ví dụ như nghề hút rác sao bằng nghề tiếp viên hàng không?
nói cho anh cái nghề này à, không sao mà cái nghề khác. Nói cho anh nghe nè, con cứ bán bảo hiểm là lo sức khỏe cho mọi người, cho tất cả mọi người chứ không và cho mình nghĩ nữa. Nghĩ sao bán bảo hiểm mà đứng nói chuyện với anh có tiền mà anh không có sức khỏe, anh khỏi có sống nổi đi nha. Đứng nói chuyện với gái mà nói không xong là thậm chí tôi biết luôn con chị mà biết trong cái đội đá banh đó con nào tên gì là con thua tôi rất quá hiền lành con đi. Con chị mà biết đội đá banh đó con chị không dám đẹp như vậy á, đứng phải rung động thôi. Chẳng qua con chị á, con chị á là biết con bé này nè, biết bé này thích đội đá banh đó, nó anh thích nhưng mà hỏi bé này hỏi một lần đầu lừa con chị khác anh thích nhiều thích em bắt đầu bé này xác định lần nữa thì tùy theo để coi thử coi nhiều coi, nhiều Phương nhiều Chi quá nó chọn ai? Anh không nhớ chưa chắc gì. Nếu mà bé này là người thiện thật là phải biết mình phải thật tình trước khi gặp nhau, phải thật tình. Cái nhỏ thôi mình không thật, cái lớn sao mình thật được. Mình đừng có thấy người ta thích cái đó mình nói anh cũng thích lắm, nhưng mà cuối cùng mình không phải là mình thích, đó là mình lừa gạt mũi đầu rồi. Bây giờ cháu nhận nha, cháu hỏi hai câu, lần đầu tiên cháu vẫn lặp lại, lần thứ hai là lặp lại câu đó hết giờ rồi, lặp lại câu đó. Bé đầu lúc đầu trả lời rất là ok, anh thích em, quá good, câu đó là lái rất cực kỳ độc luôn. Không? Nhưng câu thứ hai, lần hỏi lần nữa, nhiều người quá anh không nhớ. Đã đam mê một cái đội đó, trời, thậm chí cầu thủ đó bị gãy chân ngày nào, nằm bệnh viện bao nhiêu lâu, mấy ngày ra đều phải biết. Ok, để nói một câu công bằng, để nói một câu công bằng và làm rõ vấn đề, anh cũng rất muốn biết là em có biết hay không biết bất kỳ một cầu thủ nào trong đội Arsenal. Dạ thật ra em có coi nhưng mà em không có rành hết tất cả các cầu thủ trong đội. Vậy sao gọi đam mê? Có một cái đó, có một cái cầu thủ đó mà em nhớ, đó là em đã từng xem là Arabella. Là phải của Arsenal không em? Thật sự là cầu thủ đó, cầu thủ Aubameyang phải không chị? Có Aubameyang, nhưng mà cho em thật sự hỏi là anh có thể nêu hai tên cầu thủ trong đội Arsenal được không ạ? Cầu thủ thứ nhất là cầu thủ Leno thủ môn. Cầu thủ thứ hai là cầu thủ TT. Cầu thủ thứ hai là cầu thủ TT. Đá vị trí nào? Thế thôi em ơi. anh hơi căng thẳng một chút xíu á. Nên là nhưng mà anh ấy biết Aubameyang rồi được rồi. Ở đây là đúng phải không em? Ở đây tôi muốn nói chuyện xưa là tôi cũng có chơi biện cái nghề. Tôi có nghề hợp tác quý, tôi đang phân biệt cái đẳng cấp nghề của con tôi và cái nghề khác. Chứ tôi không phải chơi, tôi không chơi. Đây là tôi có chơi, tôi phân biệt cái đẳng cấp. Thì bây giờ chị nghĩ đi, nếu mà giờ con trai chị làm tiếp viên hàng không, nó bay trên chuyến bay đó, chị có lo không? Chị lo chứ, mà chị cũng biết là con mình nó phục vụ hoàn khách. Chẳng qua là nếu nó có kiếm thêm tiền là nó đi buôn thôi, nó mua thêm đồ lậu đem về thôi chứ chẳng gì. Mà nếu nó bị bắt, nếu mà chẳng may xuống sân bay mà nó cái ekip nó bị bắt đi tù, đúng chưa? Mà máy bay có sự cố là nó rớt, đúng chưa? Còn nếu bây giờ chị có tiền, con rể chị nó mua cho chị một chiếc máy bay trực thăng đi giống như bộ đất, chị chịu không? Ok, đúng không? Lúc đó có người lái cho chị luôn. Chị biết, con rể ơi, mày chở mẹ ra Hà Nội ăn cơm phở, chiều mày chở ăn phở xong mày chở về Lâm Đồng, mẹ uống cà phê rồi mày chở mày về thứ nhất, mẹ về nhà. Ok, nếu có tiền. Thưa quý vị, gia đình hai bên có lẽ đã tận dụng hết tất cả những sự quan sát, thấu hiểu và phân tích về gia đình đối thủ để có thể trình cho gia đình nhà gái. Bây giờ sẽ dành cho hai chàng trai, cũng chính là hai nhân vật đang được sự cân nhắc của gia đình nhà gái. Các bạn, bây giờ sẽ dành cho hai chàng trai, cũng chính là hai nhân vật đang nhận được sự cân nhắc của gia đình nhà gái để các bạn phải nói mỗi người, để các bạn nói mỗi người một câu nữa dành cho gia đình nhà gái thì các bạn sẽ nói gì? Đây là cơ hội cuối cùng, mời lần lượt từng bạn. Thì anh thì nếu mà anh hy vọng là nếu mà anh được đến với em thì anh sẽ làm tất cả và cũng có thể là anh sẽ đánh đổi, tại vì anh đi nước ngoài làm là anh chỉ đi học và đi làm để tìm hiểu biết về cái kinh tế ở nước ngoài. Sau này anh cũng sẽ về Việt Nam chứ không phải là ở nước ngoài. Ở nước ngoài nó chỉ là một cái là cho anh trải nghiệm về những cái kinh tế, hoặc là mình đi làm một cái doanh nhân mình sẽ học hỏi được những kiến thức của nước ngoài, người ta như thế nào và ta sống như thế nào. Anh chưa có một cái tình yêu nào nữa mà thật sự, nếu mà có tình cảm anh với em, nếu hôm nay mà đến được với nhau thì anh sẽ là sắp xếp và sau này anh sẽ ở Việt Nam chứ không phải là ở nước ngoài. Đó. Mời cậu con trai của gia đình số 4.
xét về đó, xét về tài sản, về tiền thì chắc chắn đó là anh đó không có bằng chú đó với anh bên này. Nhưng mà đó, nhưng mà xét về tình cảm thì là đó, thì là có thể, thì là có thể anh sẽ hơn. Tại vì chi đó, chi đó với thế giới thì chi chỉ là một cô gái, nhưng đối với anh thì chi là tất cả. Thưa quý vị, thời gian quyết định cũng đã đến. Xin mời các chàng trai vào trong, mời các gia đình về vị trí để đến với kết quả cuối cùng. Thưa quý vị, bây giờ để xem nhà gái sẽ có sự hội ý với nhau như thế nào và đưa ra quyết định ra sao. Thời gian hội ý dành cho nhà gái bắt đầu. Thời gian hội ý dành cho nhà gái đã kết thúc. Nhà gái hãy cho chúng tôi biết gia đình mà quý vị đồng ý cho phép kết đôi cùng với Phương Chi là gia đình số mấy. Xin mời. Thì sau khi mà nghe hai bên gia đình của số 1 và gia đình số 4 chia sẻ, thì thật sự mà nói thì cá nhân của cô thì cô không có phân biệt nghề nghiệp sang hàng gì đâu. Dạ. Và những vấn đề mà bên đó thì trưng ra cái vật là cuốn sổ đỏ, thì thật ra nhà này thì cũng không có thiếu gì sổ đỏ. Dạ. Nên là đối với nhà này thì cũng không quan trọng. Còn về bên đây thì xô ra những cái nữ trang vàng như vậy, với cá nhân của cô, gia đình của cô là kinh doanh đá quý, đá phong thủy, thiết kế nữ trang, thì thật ra những nhiêu đó vàng bạc thì cái đó cũng không có là cái gì. Yeah. Nhưng mình quý một cái ở chỗ là cái chàng trai này là tự mua sắm để dành bằng tiền của chứng mình. Tỏ là cậu ta có cái ý chí là một cái đám cưới xính lễ, đám cưới hẳn hồi đó, là cái đó là cô thấy cô thích cái điểm đó đó, nên là cân nhắc cô ơi, cân nhắc. Sổ đỏ bên nhà này chỉ là ba muốn tặng thêm cho cậu con trai đó, chứ cậu con trai đó hoàn toàn cũng đã sở hữu nhiều cái sổ đỏ rồi. Như ba có nói lúc nãy, cô hãy cân nhắc, nghĩa là cậu con trai bên đây cũng có một cái công việc ổn định và tự có tài sản cá nhân. Cậu con trai bên đây cũng vậy. Và chỉ khác là bên đây ba mang đến món báu vật là sổ đỏ để ba tặng cho hai người nếu mà hai người thành đôi. Còn bên đây là mang đến báu vật là công sức của chàng trai tạo nên mà thôi. Và bây giờ quyết định của mẹ là... Theo cô thì cô chọn gia đình. Gia đình số 4. Gia đình số 4, chúc mừng gia đình số 4. Như vậy là chúng ta rất tiếc phải chia tay với chàng trai của gia đình số 1. Mời chàng trai gia đình số 1 ra sân khấu ạ. Anh hỏi thật, lúc nãy ở trong cánh gà
em đánh cược bao nhiêu phần trăm về mình được lựa chọn? Thì thật sự ra là em nghĩ chắc là 40% thôi. Tại 40 vì, thôi, tại sao? Tại vì em nghĩ là thật sự là trong chuyện tình cảm thì lúc nào cũng phải có tranh giành đấu đá mình mới chiếm được. Nhưng mà hồi nãy thì em thấy nó hơi bị giống, em thì là một người là hay kiểu giống không thích tranh giành với ai hết. Nhưng mà nãy em nhìn thì em thấy giống hình như là kiểu giống hình như là hơi bị quá. Em thì lại không thích điều đó. Dạ. Nhưng mà anh hiểu cái cảm giác của em. Em muốn nói gì với Phương Chi không? Thì hôm nay anh cũng muốn nói một gửi lời với em. Thì trong cuộc sống và trong chuyện tình cảm cái gì cũng vậy, thì cái gì nó cũng là một cái duyên. Anh cũng hy vọng và mong là em sẽ tìm được một hạnh phúc thật chính đáng với em. Dạ. Anh ơi, thật sự là thật sự là vừa nãy là vòng thứ ba thì đó chỉ là tranh đấu của giữa tranh đấu giữa hai gia đình. Dạ. Nhưng thật sự là em muốn đó là em lựa chọn là chàng trai phù hợp với mình. Thật ra mẹ ạ, thật ra là con từ đầu con đã thích anh số 1 rồi. Từ đầu con đã thích anh số 1 rồi. Hả? Thật sự là tài sản nó không phải là gì hết, nhưng mà điều quan trọng nhất đó là cái tấm chân tình. Khi mà anh ấy đối diện với con ấy ở sân khấu, khi mà nó con nhìn thấy ánh mắt của anh ấy thật sự là chân thành, cực kỳ chân thành. Con tin rằng là anh ấy sẽ rất là giống bố và sẽ bảo vệ người thân của mình hết mức có thể. Về sự chân thành thì theo mẹ thấy thì cậu nhà số 4 cũng chân thành nữa. Thật sự là con thấy con thấy là mẹ nãy giờ chọn vì mẹ nhiều hơn chứ không phải vì con. Vì mẹ nhiều hơn chứ không phải vì con. Thật sự khó nói. Chi ơi, em hãy bình tĩnh lại một chút xíu. Anh hiểu cái cảm giác rung động của một người khi mà chúng ta gặp ai đó. Nhưng mà anh cũng tin vào trực giác của người lớn nha. Đôi khi người ta nói người đứng ngoài cuộc á, người ta nhìn vào, người ta quan sát thấu đáo hơn là những người đang bị u mê trong một vòng xoáy nào đó. Anh cũng muốn nhấn mạnh lại luôn, đây là lựa chọn mà mẹ đã chọn dừng cuộc chơi. Và không còn bất kỳ quyền nào phục hồi lại nữa cả. Thôi thì em hy vọng anh có một cuộc sống bình an và hạnh phúc. Anh cũng hy vọng là chúng ta nếu mà có duyên thì sẽ một dịp ngày đó thì chúng ta tình cờ mình sẽ gặp lại được nhau. Mời ba xuống đây ạ. Ba cảm thấy như thế nào với quyết định loại con trai của ba? Nói chung là chú thấy cũng bình thường. Dạ. Tại vì có duyên á, dạ, thì nó sẽ đến. Mà không có duyên thì phải chịu thôi. Thôi thì chúc cho bác và em sẽ luôn mạnh khỏe và đặc biệt là sắp tới sẽ gặp nhiều may mắn và sớm có một cô con dâu vừa ý nhất. Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều nha. Chúc chú và em nhiều sức khỏe. Liệu rằng kết quả ngày hôm nay sẽ như thế nào? Xin mời chàng trai của gia đình số 4 bước ra sân khấu. Anh rất tiếc là phải để em nghe được những lời nói của Phương Chi dành cho cậu con trai của gia đình số 1. Nhưng mà anh tin rằng là Phương Chi ngay lúc này, anh cần mẹ của Phương Chi nói cho Phương Chi một câu gì đó bằng tận đáy lòng của mẹ. Vì sao mẹ lựa chọn chàng trai số 4 này? Nói chung là mẹ thì có nhiều kinh nghiệm hơn con. Mẹ đã trải đời rất là nhiều. Rồi mẹ tin là cái nhận định của mẹ thì nó đúng. Thì mẹ thấy cậu này cũng chân thật, cũng biết lo xa, biết nghĩ tới gia đình tương lai. Đó thì mẹ chấm cậu này. Thường những chàng trai tiếp viên hàng không hay là bán bảo hiểm á, lanh lắm.
Nhưng tại sao đứng trước một nhan sắc như thế này lại ấp úng, bập bẹ? Nghĩa là nó rung động bằng con tim thật, bằng cảm xúc thật thì mới có cái trạng thái đó diễn ra. Hy vọng rằng em lắng lòng lại sau tiếng đếm 1, 2, 3 của anh. Nếu như em có một tí gì đó, những cái cảm xúc dành cho sự chân thành của chàng trai này, hãy bước xuống đây cùng nắm tay chàng ấy để hai bạn chính thức có thời gian tìm hiểu nhau. Còn nếu như em không đồng ý, em có quyền ngồi tại chỗ. Bây giờ Phương Chi có đồng ý kết đôi cùng với cậu con trai của gia đình số 4 hay không? 1, 2, 3. Em thật sự xin lỗi anh. Tại vì em luôn sẽ đi theo trái tim của mình. Và trái tim của em thì nói là không. Từ phút giây đầu tiên em bước chân đến chương trình này, em nghe lời mẹ chọn chiếc áo đầm thay vì những bộ đồ năng động thường ngày. Em nghe lời mẹ đến với chương trình này để tìm kiếm một chàng trai đi đến hôn nhân. Nhưng mà đến phút cuối cùng thì em cãi lời mẹ. Lý do tại sao? Tại vì chuyện tình cảm ấy không có ai có thể ép buộc được hết. Và con tin rằng là con sẽ tìm được tình yêu bằng chính trái tim của con. Dù đó là lựa chọn đúng hay sai đi chăng nữa thì con sẽ chịu trách nhiệm với cả lựa chọn của chính mình. Tại vì cuộc đời của con là con nắm giữ. Bây giờ thì con gái mình nói vậy thì mình cũng đành chịu thôi chứ sao giờ. Thì đúng là hạnh phúc của con thì tự con quyết định thì nó đúng hơn. Mai mốt thì khỏi coi đổi thừa cha mẹ. Dạ. Em nghĩ sao về sự lựa chọn của Chi? Thật ra ngày hôm nay đó em có mặt ở đây là tới giờ phút này thì em đã rất là vui và may mắn rồi. Và em đó rất là ủng hộ cái sự lựa chọn của Chi, mặc dù Chi không chọn em đó, nhưng mà anh luôn chúc em trên con đường sắp tới luôn thành công và luôn hạnh phúc. Mẹ nhà trai ơi, buồn không mẹ? Đã vô vòng này rồi mà Phương Chi còn đắn đo thì đó là cái duyên, còn thiếu một chút gì đó. Dạ. Cho nên tôi là mẹ cũng không thấy buồn, vì cũng là hết sức mình rồi. Con trai của mình cũng không buồn vì chữ duyên, chữ nợ. Tôi tin là như vậy. Dạ, mời hai gia đình chúng ta cùng xuống sân khấu để gửi lời chào khán giả. Thưa quý vị, như vậy là chương trình hôm nay mặc dù không có cái kết trọn vẹn nhất, nhưng mà chúng tôi tin rằng là đâu đó những quan điểm của những bậc làm cha làm mẹ, sự yêu thương hết mực của họ đã giúp cho quý vị và các bạn cảm thấy được rằng là ở trên cuộc đời này, người mong chúng ta hạnh phúc nhất không ai khác chính là cha mẹ của chúng ta. Sẽ có đôi khi chúng ta không hiểu họ, sẽ có đôi khi chúng ta mâu thuẫn với họ, nhưng rồi cuối cùng hãy lắng lòng lại và làm những điều tốt đẹp nhất dành cho tình yêu của mình để cho ba mẹ mình được hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ 22 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 trong chương trình Thông Gia Song Đấu vào tuần sau. Xin chào và chúc quý vị ngon giấc. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!